Củ này thì bán cho những khách mà lên hệ inverter 3 pha á nha. Để zin thì nó hay hơn. Tại vì đấu lại thì lưng mình đau quá đấu không nổi. Củ này phải mấy người làm. Hoặc là có máy á, ép cái lồng nó ra. Tại vì cái lồng nó mình không thể rút được nha. Một người không rút nổi. Cho nên có những khách xài inverter chạy bám tải hay là độc lập á thì xài thì nó hay, 3 pha đưa vào luôn, không phải qua một hệ thống nào nữa cả. Không phải qua đấu điếc này nha. Thì lưng mình muốn gãy đau quá. 200V 1000 vòng. 5,25 kW, đặc biệt cái này là nó 66 hạt nhé mà. Cái hạt này rất là ổn định, rất là ok, 34A. 34A chạy cho cái bình ắc quy 300A thoải mái nha, 300A. Tức là hai bình, ba bình 100A là ok, tầm tầm đó.